necklace are working. Does that mean Grandma and I won't be leaving the Great Valley after all? That's right. Littlefoot? He's all right! My grandpa's gonna be all right! Yay! Good, Littlefoot. I think we should be going now. You are right, Petrie. Our mamas and daddies are probably very worried. Trung tâm băng nhạc thế hệ trẻ xin hân hạnh giới thiệu băng video ca nhạc Ngụ ngôn La Fontaine số 1, Con thỏ và con rùa. La Fontaine số 2, Con ếch muốn to bằng con bò. Từ hàng trăm năm nay, tại các trường học ở Pháp và Âu Châu, những bài ngụ ngôn của La Fontaine đã được dùng vào việc giáo dục thanh thiếu nhi. Những chú rùa, chú thỏ, con ve, con kiến, con quạ, con chồn đã là những nhân vật độc đáo giúp cho hàng triệu trẻ em Âu Châu vừa học vừa chơi thật thoải mái. Với ước mơ, thanh thiếu nhi Việt Nam cũng có cơ hội thưởng thức những chương trình giáo dục chọn lọc của Âu Châu. Trung tâm Thế hệ trẻ đã thực hiện video Thế hệ trẻ ca nhạc La Fontaine số 1 và số 2. Hy vọng những bài công dân giáo dục trong video này sẽ mãi mãi là hành trang tuổi trẻ, là người bạn đường thân thiết của thanh thiếu nhi Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Video ca nhạc Ngụ ngôn La Fontaine có bán tại Trung tâm Thế hệ trẻ ở Bonsa trong môn Phước Lộc Thọ, ở San Jose trong khu La Plaza, ở San Diego trong khu chợ Vĩnh Đông 4, góc đường University và đường 54, ở Houston, Texas trong khu chợ Hòa Bình, ở Dallas, Texas ngay cạnh chợ Trường Nguyên, ở Arlington, Texas trong môn Phước Lộc Thọ, Texas và các tiệm băng nhạc khắp nơi trên thế giới. We will be leaving in just a few moments. Goodbye, Littlefoot. I know we'll meet again someday. I know we will too. Thanks for being my friend, Sarah. Oh. Goodbye, Petrie. I'm gonna miss you a whole lot too. Okay. I'll miss you and Spike too, Ducky. And we will miss you very, very much. We will. But Spike talks now, so he can tell you for himself. Go on, little brother. Yes, Spike, sing something. Come on, Spike.